Trời ơi, ai? Ai làm cái khám cho chết? Bà? Ai biết? Nhưng bà mua thuốc ăn, bà mua cái gì vậy? Thì ông biết cho mua thuốc ăn thì tôi mua này đó. Rồi sao nó ăn, cho ăn xong nó chết? Ai mà biết được? Mà thức ăn là cái gì? Cái này thức ăn hả? Đi nè, phải không? Hay là mua đồ giả? Trời ơi, thì tôi lại, ông biểu tôi lại cái chỗ ba bán thức ăn cho cá tôi mua nè. Mẹ mẹ đưa con coi. Trời ơi là trời. Ủa khoan đã. Gì vậy? Mày làm gì vậy? Cái này thức ăn cho cá. Cái này muối tôm. Hôm nay muối tôm có mùi lạ lạ ta. Hay dưa leo có mùi lạ. Trời đất ơi. Chào mẹ. Mở. Dạ. Đại biểu coi. Sao vậy mẹ? Qua mẹ kêu con làm gì? Mẹ kêu phơi đồ đó. Tại sao không làm? Con làm rồi mà. Con còn cãi hả? Con mở lên con coi. Con làm rồi vậy cái gì ở trong đó? Sao con hả? Con làm bộ với mẹ nè hả? Nè, mẹ nói cho con biết chứ chưa? Hôm nay là phải làm cho mẹ. Hôm nay mẹ cấm túc con, không được đi ra khỏi nhà, biết chưa? Lẻo lự. Rõ ràng là mình phơi với mẹ rồi mà. Cơm nguội và một ít muối tôm còn gì bằng nữa. Thiếu cái gì ta? Dưa leo. Hôm nay muối tôm có mùi lạ lạ ta. Hay dưa leo có mùi lạ. Còn. Đã nói dặn là ngủ phải để nước kế bên, giờ mất công đi uống nước mệt ghê. Lẽ giờ kêu vậy. Cục cưng của ta đâu rồi? Ta cho cục cưng ăn. Trời ơi,
Trời ơi, ai giết cá tôi rồi? Bà đám đâu? Bà đám đâu? Cái gì vậy trời? Cá nhà đâu? Cái gì mà la lối ông xùm vậy? Trời ơi, ai? Ai làm cái cá tôi chết? Bà! Ai biết? Chứ bà mua thuốc ăn, bà mua cái gì vậy? Thì ông biết tôi mua thuốc ăn thì tôi mua rồi đó. Rồi sao nó ăn, rồi cho ăn xong nó chết? Đó, ai mà biết được? Mà thức ăn là cái gì? Cái này thức ăn hả? Tí nè, phải không? Hay là mua đồ giả? Trời ơi, thì tôi lại, ông biểu tôi lại cái chỗ ba bán thức ăn cho cá tôi mua nè. Mẹ mẹ đưa con coi. Trời ơi là trời. Ủa khoan đã. Gì vậy? Mà làm gì vậy? Cái này thức ăn cho cá. Cái này muối tôm. Hôm nay muối tôm có mùi lạ lạ ta. Hay dưa leo có mùi lạ. Ủa vậy con ăn là sao? Hôm qua con nhớ là con ăn cơm với muối tôm mà sao nó nghe mùi thức ăn cho cá. Trời đất ơi, mày ham ăn đến nỗi mày lấy đồ ăn của cá mày ăn, nó mới không có thức ăn nó chết à. Ba nói là kỳ vậy ba. Con nếu mà con ăn thì con ăn phải phân biệt chứ, cái này ai làm cái gì con nè. Tại sao tự nhiên con lại thức ăn ăn thức ăn cho cá là sao? Đó, mày giết nó đó. Con giết cái gì ba? Con ăn nó luôn chứ con giết làm chi? Ba nghĩ có đúng không? Nếu mà thà ba nói con là con ăn luôn con cá của ba rồi con chịu. Con này con giết nó là con sao giết được? Trời ơi, vậy là ai giết cá tôi? Ê, có chút xíu gì mà cũng lộn mà sao trời? Mâm, ăn mì xào hả? Dừng lại đi, thư giãn chứ đi. Thằng ăn mì xào hả? Để cho anh học bài coi. Học cái gì mà học, ăn mì xào ra cái ngon lắm. Mày bị gì vậy? Sao hả? Anh nói anh không có thời gian mà ăn mà. Đi ra để cho anh học bài đi. Thì ăn miếng đi mà. Đi ra! Thằng này! Măng hết ráng chịu á. Hôm nay sao vậy ta? Từ sáng đến giờ cứ sai hoài à. Ơi cha nội, ngủ ngủ tắt đèn người khác ngủ chứ, chói mắt như thời buổi này làm gì có ma hả con? Cô, mẹ nhìn đi, mẹ nhìn những cái dệt này đi. Cái dệt này là tương ớt, chứ phải máu đâu mà sợ. Có nghĩa là con sợ ma quá rồi con làm tử, con làm đổ tương ớt còn la làng vậy à? Không phải con mẹ, không phải con. Con suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chính con ma đó là người phá con. Là người đó lấy thức ăn cho cá, bỏ vô tô cơm của con ăn. À, vậy là cái vụ đó là có thiệt đó hả? Dạ. Trời ơi, ai ra, ai đập đâu? À, các tôi tự đọc. Bây giờ trong nhà mình không có chuyện gì đâu, đi lên ngủ hết đi. Trời, giờ này mấy giờ rồi, sùm hết trơn hết trọi à. Làm sao mà ngủ được, có người nào đỡ đây phụ con bắt ma chứ. Ôi, mẹ đã nói bắt không có mà, đi lên. Trời ơi. Mắm, con lau cái sàn sạch cho mẹ coi.
Ủa sao là con? Còn cãi nữa hả? Kêu làm thì làm đi, cãi gì? Con trai cưng, ngủ nha con nha. Dạ. À, đi lên ngủ đi, nhanh. Không, không, phải ở đây. Phải vật. Bắt cho được con ma này mới được. Đúng rồi đó ba. Vậy ba ở đây, ba phụ con bắt con ma này nha ba. Phải bắt cho được nó chứ. Nó xử hai con cá ba là ba phải giết tiêu nó. Ừ. Nè, hai đứa ở đây nha. Ủa ba đâu vậy? Con đi chung với nội nha. Ba lỡ nó đi. Ông nội lớn tuổi, ông nội có thể rút lui. Ba cho con mình phải hành động thôi. Vậy là nhà mình có biến rồi. Bà ơi nhà mình có ma rồi. À, nhà có biến rồi. Cái gì vậy? Nội sao vậy? Trời ơi, ai chơi kỳ vậy? Con với thằng Minh với thằng Mẫn đang ngủ. Con thấy đèn tắt con vậy con Mẫn. Thì trời ơi, hỏi ơi, ai kêu cái đồ nước dịu tùm lum hết, chỉ có ma làm thôi. Khoan, mọi người bình tĩnh. Nãy anh nói sao? Anh thằng Minh thằng Mẫn đang ngủ, anh nói không ai nghe hết vậy. Đúng rồi mẹ. Anh Minh Mẫn. Thằng Minh đâu rồi? Chết cha. Thằng Minh đâu? Con biết rồi, có khi nào nó bị ma bắt rồi không? Vậy bà, gì vậy? Nói gì? Ôi dạ, con biết thật sự rồi. Bây giờ phải tìm nó đi. Đi tìm nó. Dạ. Con với ba con. Chú bé đi. Cái chỗ nó nguy hiểm nhất rồi, bà đẩy con vô hả ba? Đi sao? Nhà mày em hai đồng ý, mày vũ bé đi. Rồi, đi ba. Bỏ ra mày gỏng, tôi với bà lên ngủ. Ông Minh, lên đâu? Minh ơi. Đây, mẹ máy cho nha, mẹ máy cho. Ơi, con lại đây, lại đây, lại đây. Con chim đơ đơ nó đồ cắn đơ. Ngồi xuống, nằm ngủ tiếp nha. Rồi, con trai mẹ ngoan lắm. Rồi, nằm ngủ tiếp nha. Rồi, ngủ ngoan. Nó bị mộng du quá ba. Hả? Mộng du? Hèn chi? Vậy là do nó. Ê, bớt. Trời ơi, con làm gì vậy Mẫn? Con đang ngủ. Đúng mới như vậy rồi. Rồi nó thức luôn rồi kìa. Trời, tại nó đó chứ con phơi đồ hết rồi. Lấy nó bỏ vô mới giặt lại đó. Rồi cái nhà la oan con. Trời oan cái gì mệt con quá. Anh con làm việc trong vô thức. Nó đâu có biết nó làm cái gì đâu. Có chuyện gì vậy cả nhà? Không sao con, không sao hết trơn đó. Không sao hết con. Tại vì do học bài căng thẳng quá, không có gì hết trơn. Cái gì? Trời ơi, cái này nó nhớ nè. Chó luôn.